Ê, bữa nay đi uống cà phê đi ha. Lâu rồi hai chị em mình không có đi uống cà phê đi. Mày quán này không tay bề không? Trời ơi, quán này nghe đồn phục vụ bao đẹp trai luôn. Đẹp trai. Ê, cái con điên. Mày đi ra đường mày mang dép kiểu gì vậy? Hả? Mẹ mày đi gấp quá không có đường. Trời đất ơi, coi con mẹ kìa. Còn có ai? Mẹ. Trời ơi, ê, mày lấy cái xong của tao không không? Anh dạ. Ừ. Chân này bị ngã. Má cùng cái điên. Dạ. Điên hả? Đá trong cái lục. Dạ, anh à, không, chị, à, không phải anh chị. Dạ không, chị anh à. Ôi vậy mày là con trai hay gái vậy? Trời đất ơi, thân con trai mà đi. Mày nhận giấy xong của tao không? À, anh chị dùng gì ạ? À, dạ thôi, em mới dùng. Thôi, em muốn trà đá được rồi. Trà đá ngâm chai. Trà đá ngâm chai. Mày mày có bị điên không? Mày đi ra mày đợi gì mình ra vậy? Nhưng mà anh chị muốn cái gì ạ? À? À, dạ không, em không muốn gì hết. Em muốn trà đá. Em giống anh. Mày đẹp trai quá. Anh đẹp trai này ha. Mày mới làm gì đó? Của tao kìa kìa. Của chết. Hai chị em tình nghĩa thì tình nghĩa thiệt, nhưng mà đụng vô trai với đụng vô tiền là không có được tới nhà trai của chết. Trời ơi, trời ơi, nhìn đi gớm, đánh cái mồi giống như pha cầu nhật chứ. Tại vì lúc còn lại hai anh chị có dùng nhiều mà. Em muốn không, em muốn trà. Em muốn ăn. Dạ, hôm nay là tháng 7 á, à, anh chị tới quán của em mà không có dùng gì thì em có quà để tặng cho anh chị. Ê, quà gì vậy em? Trời ơi, chị chờ một chút đi ạ. Trời ơi, uống cho quà mà được tặng quà. Trời ơi, trai của tao chưa mày? Mày tin tao đánh mày không? Mày tin không? Trời ơi, dạ thôi không tặng. Dạ, anh chị đến quán thì tháng 7 nên là anh chị không muốn gì, em tặng chị cuối chứ là về nhà. Mày biết hả? Dạ. Cũng không về, ngồi đi chứ. Đâu, anh chị cứ dùng đi, không sao đâu. Vô. Thôi, anh chị dùng không thả đi, không sao. Em còn giấy tiền nhà bạn chưa đốt nữa.